Xin chào các bạn, mình là Nam Mê, diễn đàn kinh tế .vn. Mình đang cầm trên tay cái iPhone 11 nè. Một số cái case và cái miếng dán màn hình. Mục đích của bài hôm nay của mình đó là mình sẽ dán cái miếng dán màn hình này lên trên cái iPhone 11 này và mang cái case này vào và sẽ drop test. Cái drop test này được bên nhà phân phối là DTR tài trợ. Họ liên lạc với mình và họ nói là họ có những cái case rất là ngon chăm sóc và muốn thử drop test điện thoại. Mình đồng ý ngay thôi, bởi vì bản thân mình cũng đang sử dụng iPhone nè. Mình cũng sử dụng ốp cho iPhone nhưng mà mình lại không dám drop test cái máy của mình bởi vì mình sợ hư. Thì bây giờ có nhà tài trợ và họ sẵn sàng tài trợ cho drop test thì mình cảm thấy mình rất là hào hứng và mình đồng ý ngay thôi. Mình không có gì phải tăng cả. Nói sơ về cái miếng dán này, đây là miếng dán Invisible Shield. Anh em sử dụng iPhone, sử dụng smartphone thì chắc là rất là rành cái miếng dán của Invisible Shield rồi. Invisible Shield là một sản phẩm của ZAGG, viết là ZAGG đó. Chắc là mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi. Miếng dán này thì cái mình đang cầm trên tay là miếng dán cường lực. Có một số cái đặc điểm như ví dụ như các bạn dán thì nó sẽ tràn viền màn hình nè, nó chống bụi bẩn, không chống vân tay và là cứng cường lực cứng gấp 4 lần, rất là dễ dán. Còn cái case Gear 4 này, cây Gear 4 thì nó được sử dụng cái công nghệ vật liệu là D3O, D3O. Và cái vật liệu này là đặc điểm của nó là nó sẽ cứng lại khi mà nó va chạm. Bình thường thì nó mềm dẻo nhưng mà khi có va chạm mạnh, năng tác động lực mạnh thì nó sẽ cứng lại và nó bảo vệ được cái điện thoại cho các bạn. Cây Gear 4 này là một cái cây khá là nổi tiếng, xuất xứ từ Anh và rất là mỏng và nhẹ nữa. Cái combo sản phẩm này thì cái này 1,1 triệu, cái này cũng 1,1 triệu luôn. Cá nhân mình nghĩ là cái giá 1,1 triệu cho cái case hoặc là miếng dán màn hình thì cũng không quá lớn, bởi vì nó bảo vệ được cái máy của chúng ta. Và nếu như mà lỡ có chuyện gì mình xui rủi mình rớt cái máy, có cái case nó bảo vệ thì cái máy mình sẽ không sao. Còn không là nếu như mình không xài case mà rớt, ví dụ rớt iPhone phải đi sửa đó, mất chục triệu đó, thay màn hình, thay kính trước sau chục triệu đó. Ở bên trong cái miếng dán Invisible Shield ha, chúng ta sẽ có một số cái này. Cái này là cái lót phía dưới để các bạn kê điện thoại lên, các bạn dán nó không bị trơn trượt. Cái này là các bạn ốp lên trên cái màn hình để dán cái miếng dán lên trên cái màn hình rất là dễ. Và chúng ta có khăn lau nè, miếng lau và miếng để dính bụi, sticker để dính bụi, việc dán lên rất đơn giản thôi, xíu mình sẽ dán cho các bạn xem. Về case thì có case cho iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone X, iPhone XS rồi và nhiều cái model iPhone khác. Các bạn lên trang web để xem nha. Trang web là zagg.dtr.vn. Mình có link phía dưới nè. Các bạn đọc cái trang web đó thì có thể mua được cái case. Mà một cái số cái case của iPhone 11 mình đang cầm trên tay đây nè. Ví dụ như mẫu Hoban, màu đen nè, màu xanh dương, màu ám khói nè, Hampton, Piccadilly trong suốt, Bordeaux trong suốt, hồng trong suốt, xanh lá. Và mình sẽ dùng cái mẫu Battersea này để test. Mẫu cây Battersea thì cầm trên tay thấy nó sẽ như thế này, êm nè, nhựa dẻo, mềm êm, có những cái vân, rất là dễ thương. Mặt trong thì còn có một cam nữa. Và cái iPhone 11 này là iPhone mới tinh của bên DTR gửi cho mình để mình test. Về phần dán màn hình thì mình nghĩ các bạn cũng không cần phải có kinh nghiệm mới dán được đâu. Bên trong thì đã có đầy đủ những cái đồ để hỗ trợ chúng ta dán. Các bạn sẽ dùng cái miếng mút nhựa đen đen này để phía dưới lót để cho cái điện thoại nó không bị trơn trượt. Và cái khung màu đỏ này sẽ giúp cố định cái phần viền màn hình lại để các bạn đặt miếng dán vào là sẽ dán được luôn và đúng chỗ. Thì các bạn sẽ có cái khăn để lau bụi lên trên màn hình và chúng ta sẽ có thêm cái miếng băng keo để các bạn có thể chậm bụi lên trên màn hình. Quá trình lau thì cũng tùy kinh nghiệm, nếu các bạn chưa bao giờ dán màn hình thì có thể mất vài phút, còn nếu các bạn dán quen rồi thì cũng chỉ 1-2 phút là có thể dán được rồi, rất là nhanh. Bây giờ mình đã dán màn hình rồi, giờ mình mang key vào để chuẩn bị drop test ha. Như mình có nói lúc nãy, cái vật liệu D3O, D3O này nó sẽ cứng lại khi mà có va chạm, cho nên là cái nó sẽ bảo vệ được cái điện thoại chúng ta. Rob Tesser trên bàn. Đây là Rob Sơ, Rob Mini và chút xíu nữa mình sẽ Rob thực tế ngoài môi trường. Tiếp tục các bạn Rob Test, cái iPhone 11 mang cái cây Gear 4 và dán miếng dán màn hình Invisible Shield. Thật ra mình làm hơi ngược quy trình chút xíu, là
mình đã thả cái cầu thang, đáng lẽ mình phải làm những cái động tác nhẹ như là đang cầm rồi thả ra như vậy, hoặc là như đang cầm trong túi thả xuống như vậy. Nhưng mà mình đã chưa lớn mà mình thả từ cầu thang trước luôn, lên cầu thang thả xuống nhẹ. Tới cái điện thoại của các bạn cả. Và mình rất là ngạc nhiên với lại cái tính bảo vệ của case này luôn á. Rất là gấu, cái case chỉ bị dơ thôi chứ gần như là không xước luôn. Sẽ thử ném điện thoại lên cho nó rớt xuống nha. Không sao, và hoàn toàn không sao luôn, y như mới. Thực sự rất ngạc nhiên với cái case Gear 4 luôn á. Cái công nghệ T3O, T3O này nó bảo vệ điện thoại rất là gấu á. Tức là nó sẽ cứng lại khi mà nó sẽ có tiếp xúc. Mình sẽ ném điện thoại xuống. Xuống này rất ngon, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Màn hình hay là phía trước phía sau, kính trước kính sau đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mình cực kỳ ấn tượng với lại case Gear 4 này sau cái bài drop test này. Đã quá vậy, cái này rất là ngon luôn á. Case này giá 1.1 triệu, giá màn hình cũng 1.1 triệu luôn. Các bạn có thể mua ở trang web zac.dtr.vn, link ở dưới đây. Và mà hy vọng các bạn mua để ủng hộ cái bên tài trợ đã tài trợ mình drop test này, và những cái nhà làm case khác nếu các bạn cũng muốn tài trợ drop test thì cũng liên lạc với dtr.vn nha. Đây là cái iPhone 11 gắn case Gear 4 drop test.